Chào các em, chúng ta bắt đầu ôn tập kiểm tra học kỳ 2 hóa chính. Về kiến thức cần nhớ, đầu tiên phải phân biệt được hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ, biết cách viết cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ, nắm được công thức phân tử, công thức cấu tạo, tính chất vật lý, tính chất hóa học, các phản ứng điều chế của metan, ethylene, acetylene, rượu ethylic, acid acetic. Thiết lập được mối liên hệ giữa ethylene, rượu ethylic và acid acetic, độ rượu và các công thức tính toán liên quan. Dưới đây là các dạng bài tập. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng dạng cụ thể. Dạng thứ nhất, phân biệt hợp chất vô cơ và hợp chất hữu cơ. Ví dụ, cho các chất, yêu cầu phân loại hợp chất vô cơ, hợp chất hữu cơ. Chia rõ hydrocarbon và dẫn xuất của hydrocarbon. Hợp chất vô cơ bao gồm các oxit, axit, bazơ, muối chúng ta đã được học. Ở đây là CO, NH4NO3, NaHCO3. Hợp chất hữu cơ đầu tiên có hydrocarbon, trong phân tử chỉ có nguyên tử carbon và hydro. Dẫn xuất của hydrocarbon thì ngoài carbon, ngoài hydro còn có những nguyên tố khác. Dạng 2, viết công thức cấu tạo của các chất quen thuộc như metan, ethylene, acetylene, rượu ethylic và acid acetic. Dạng 3, viết phương trình hóa học, hoàn thành bổ túc phương trình hóa học, chuỗi phản ứng, vân vân. Ví dụ, ở ví dụ 1 là hoàn thành các phương trình hóa học, có thể phương trình cho thiếu chất tham gia hoặc thiếu sản phẩm, chúng ta sẽ bổ túc vào và cân bằng để hoàn thành phương trình. Ví dụ 2 là chọn chất tham gia phản ứng. Ví dụ 3 là thực hiện chuỗi phản ứng. Để làm được dạng bài tập viết phương trình hóa học, chúng ta cần nắm tính chất hóa học của các chất và các phản ứng điều chế. Cụ thể, với metan, về tính chất hóa học, thứ nhất phản ứng trái, thứ hai phản ứng thế với clo. Về điều chế, dùng natri acetate tác dụng với natri hydroxit. Ethylene, tính chất hóa học, thứ nhất phản ứng trái, thứ hai phản ứng cộng với dung dịch chrome, phản ứng trùng hợp và các phản ứng mở rộng. Điều chế ethylene từ rượu ethylic. Acetylene, thứ nhất cũng có phản ứng trái, thứ hai phản ứng cộng với dung dịch chrome và các phản ứng mở rộng. Điều chế acetylene có thể dùng đất đèn với thành phần chính là canxi carbua CaC2 hoặc dùng metan CH4. Dẫn xuất của hydrocarbon, thứ nhất rượu ethylic với phản ứng trái, phản ứng thế với natri và kali, phản ứng ester hóa với lại axit acetic. Điều chế rượu ethylic bằng phản ứng cộng nước của ethylene xúc tác axit. Axit acetic, thứ nhất có tính axit và thứ hai là tác dụng của rượu ethylic, thực hiện phản ứng ester hóa. Điều chế axit acetic, oxy hóa butan hoặc oxy hóa rượu với xúc tác men giấm sẽ thu được axit acetic và nước. Mối liên hệ giữa ethylene, rượu ethylic và axit acetic được thiết lập thông qua sơ đồ. Ethylene chuyển đổi thành rượu ethylic, chuyển đổi thành axit acetic và cuối cùng là ethyl acetate. Dạng 4, nêu hiện tượng viết phương trình hóa học của một số thí nghiệm đã học. Ví dụ, dẫn lượng dư khí acetylene hoặc ethylene đi qua dung dịch chrome, hiện tượng giống nhau, dung dịch chrome sẽ bị mất màu da cam. Cho kim loại natri vào rượu ethylic, natri tan dần, có sủi bọt khí. Đốt cháy cồn 96 độ, cồn cháy, ngọn lửa màu xanh tỏa nhiều nhiệt. Cho kẽm vào ống nghiệm đựng dung dịch giấm. Dung dịch giấm là dung dịch axit acetic từ 2 đến 5%.
Khi cho kẽm vào dung dịch giấm, sẽ thấy kẽm tan dần và có sủi bọt khí. Cho dung dịch axit acetic vào ống nghiệm chứa một ít đồng hai oxit. Đồng hai oxit tan dần, dung dịch chuyển thành màu xanh. Cho mẫu canxi carbonate vào cốc đựng dung dịch axit acetic. Canxi carbonate tan dần, có sủi bọt khí. Các em xem thêm các hiện tượng thí nghiệm từ phiếu thực hành. Dạng 5. Nhận biết chất. Ví dụ, dùng phương pháp hóa học thích hợp để nhận biết các chất khí như acetylene methane hoặc ethylene methane, các chất lỏng như dung dịch axit acetic, rượu ethylic. Để nhận biết khí acetylene hoặc ethylene thì chúng ta sẽ dùng dung dịch Krom. Ví dụ, lấy mẫu, lần lượt dẫn từng khí đi qua dung dịch Krom. Khí làm dung dịch Krom mất màu da cam là acetylene hoặc ethylene, không hiện tượng là methane. Viết phương trình hóa học. Đối với dung dịch axit acetic và rượu ethylic thì chúng ta có thể nhận biết dung dịch axit acetic bằng giấy huỳ tím hoặc kim loại kẽm, vân vân. Ví dụ, lấy mẫu, cho giấy huỳ tím vào từng mẫu, giấy huỳ tím hóa đỏ là dung dịch axit acetic, không hiện tượng là rượu ethylic. Hoặc lấy mẫu, cho kim loại kẽm vào từng mẫu, có sủi bọt khí là dung dịch axit acetic, không hiện tượng là rượu ethylic. Viết phương trình hóa học. Dạng 6. Độ rượu. Ví dụ, trên nhãn chai rượu có ghi số 45 độ. Rượu 45 độ có nghĩa là có 45ml rượu ethylic có trong 100ml hỗn hợp rượu với nước. Để tính được số ml rượu có trong 500ml rượu 45 độ, chúng ta sẽ đi từ công thức độ rượu. Từ đó tính được thể tích rượu bằng thể tích hỗn hợp nhân độ rượu chia cho 100, được kết quả là 225ml. Có thể pha được bao nhiêu lít rượu 25 độ từ 500ml rượu 45 độ? Trong 500ml rượu 45 độ có 225ml rượu. Vậy, thể tích rượu 25 độ chính là thể tích hỗn hợp, sẽ bằng thể tích rượu nhân 100 chia cho độ rượu. Chúng ta được kết quả là 0,9 lít. Dạng tiếp theo là bài toán tính theo phương trình hóa học. Để làm được bài toán tính theo phương trình hóa học, chúng ta cần ôn lại các cách tính số mol theo đề. Có 4 cách tính số mol. Nếu đề cho khối lượng chất, đơn vị là gam, chúng ta tính số mol bằng cách lấy khối lượng chất chia khối lượng mol. Nếu đề cho thể tích chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn, đơn vị là lít, thì số mol sẽ bằng thể tích khí chia 22,4. Nếu đề cho thể tích dung dịch kèm theo nồng độ mol, thì chúng ta sẽ tìm được số mol chất tan bằng cách lấy thể tích dung dịch nhân nồng độ mol. Còn nếu đề cho khối lượng dung dịch và C phần trăm, chúng ta sẽ tìm được khối lượng chất tan bằng cách lấy nồng độ phần trăm nhân khối lượng dung dịch chia cho 100. Sau đó mới tìm được số mol bằng công thức N nhỏ bằng M nhỏ chia M lớn. Ví dụ, dẫn 8,4 lít hỗn hợp gồm methane và ethylene qua dung dịch Krom, dư thấy có khí A thoát ra. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 37,6 gram dichrometan. Xác định khí A, tính thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp. Các thể tích tích đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Chú ý, khi dẫn hỗn hợp methan và ethylene qua dung dịch Krom, thì methan không phản ứng, chỉ có ethylene tham gia phản ứng. Vậy, khí A thoát ra là khí methan CH4. Còn 37,6 gram này chính là khối lượng của sản phẩm C2H4BR2. Từ đó chúng ta tìm được số mol C2H4BR2. Thế vào phương trình, nhân chéo chia ngang tìm được số mol của ethylene. Từ đó tìm được thể tích ethylene theo công thức số mol nhân 22,4. Sau đó tìm được thể tích methane bằng cách lấy thể tích hỗn hợp trừ cho thể tích ethylene. Ví dụ 2, cho 250ml dung dịch axit acetic 2M tác dụng vừa đủ với A gam kim loại kẽm. Tính A và thể tích khí thoát ra. Lượng axit acetic trên tác dụng vừa đủ với bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1M?
Với 250ml dung dịch axit acetic 2M, chúng ta tìm được số mol axit acetic. Theo công thức, số mol sẽ bằng nồng độ mol nhân thể tích dung dịch. Chú ý, thể tích dung dịch dùng ở đơn vị lít. Axit acetic tác dụng với kẽm sẽ tạo thành kẽm acetat và giải phóng khí H2. Thế số mol axit acetic vào phương trình, nhân chéo chia ngang tìm được số mol kẽm và số mol H2. A là khối lượng kẽm, được tính theo công thức số mol nhân khối lượng mol. Thể tích khí thoát ra là thể tích H2, được tính theo công thức số mol nhân 22,4. Lượng axit acetic trên tác dụng với NaOH thì sẽ tạo thành natri acetat và nước. Số mol axit acetic là 0,5, thế vào phương trình, nhân chéo chia ngang tìm được số mol NaOH. Từ đó, tìm được thể tích dung dịch NaOH theo công thức thể tích dung dịch bằng số mol chất tan chia cho nồng độ mol. Chúng ta được V dung dịch NaOH bằng 500ml. Chúc các em ôn tập tốt!